Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người nghe. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mai Châu Daily Log hôm nay. Và mọi người có biết không, một cái là bật mí cho mọi người biết, hiện tại Châu đang ở Việt Nam. Châu đã về đến Việt Nam ngày hôm qua rồi. Cũng trên cái chuyến đường mà từ bên Mỹ bay về Việt Nam thì cũng muốn quay share cho mọi người, nhưng mà tại vì Châu không có cái giờ đi rồi gấp rút quá, không có giờ nên là không quay được. Thì hôm nay Châu muốn share cho cả nhà biết là cái hành trình của Châu. Hiện tại Châu đang ở đâu mọi người biết không? Là sau lưng của Châu thì mọi người chắc cũng đã nhìn thấy rồi. Và hôm nay người cameraman cho Châu chính là em Bủ. Em Bủ mà một em người em rất là dễ thương luôn đó. Một lát thì Châu sẽ quay mặt em Bủ tí xíu cho mọi người xem. Hiện tại Châu đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Châu đang ở đây thì là Châu và Bủ chuẩn bị bay đi ra ngoài Hà Nội. Chuyến bay của Châu là 5:45. Bây giờ hiện tại là 3:30. 3:30 mà mọi người biết không, là chờ để check in mà cửa chưa mở luôn. Bủ quay cho mọi người xem. Đó. Tất cả những người khách ở đây là chắc Châu nghĩ là cũng bay ra Hà Nội đó, cùng chuyến bay với Châu. Thì hôm nay Châu và Bủ sẽ bay ra Hà Nội, sân bay Nội Bài của Hà Nội. Sau đó khi tụi Châu đến sân bay, rồi kế tiếp nữa thì khi tụi Châu đến lấy hành tới sân bay Hà Nội xong, tụi Châu sẽ lấy hành lý ra, thì tụi Châu sẽ đi ra ngoài Sa Pa. Và ra ngoài Sa Pa nữa thì Châu và Bủ sẽ có những cái chuyến đi du ngoạn rất là vui. Mà tiếp theo là Châu muốn mọi người cùng sẽ nói bước theo Châu và Bủ nha, coi cái hành trình của hai chị em đi đến đâu và làm gì và ăn những cái món gì và những cái gì mà vui lạ, thì hai chị em sẽ cố gắng quay và review cho cả nhà biết nha. Hello chị Châu. Chào mọi người trên kênh của chị Mai Châu nha. Dạ, Mai Châu Daily Lost thì hiện tại là hai chị em là hiện tại bây giờ là 3:35 sáng rồi mọi người. Thì hai chị em là coi như rất là nôn nao về cái chuyến hành trình này. Hai chị em mình sao ta? Rất là sớm, là coi như là không ngủ. Hai chị em không ngủ. Đêm nay là hai chị em không ngủ đó. Không ngủ luôn mọi người ơi, đi đến sớm đi hả? Nôn nao để đi khám phá những cái món ngon vực lạ nè, những chuyến đi nè, có gì đẹp nè, review cho mọi người coi nè. Mọi người nhớ ra, nhớ đón xem và nhớ là sẽ subscribe kênh của chị Châu nha. Let's go. Bây giờ tụi Châu đã vừa đến Hà Nội rồi nè cả nhà ơi. Vừa đáp xuống sân bay thì tụi Châu đã đến sân bay Nội Bài của Hà Nội đây. Bây giờ Châu với Bủ đi ra, vừa mới lấy hành lý luôn. Nó xuống hành lý cũng lẹ quá Bủ hả? Đúng rồi. Nhanh ghê á. Trời ơi, mọi người ơi, lạnh lắm mọi người ơi. Không dư hai chị em đúng rồi. Không dư hai chị em đúng không? Em hẹn xe khi nào vậy? Dạ, bây giờ là mình hiện tại là bây giờ là hai chị em di chuyển ra ngoài, là xe trung chuyển là chuẩn bị lên thẳng Sa Pa nha mọi người. Bây giờ á chị đẩy hai cái, em hai cái đẩy ra. Rồi. Thì mọi người biết không, Châu và Bủ bây giờ là di chuyển tiếp nữa. Rồi, em hai cái đó đi chị. Để chị dập hai cái này lại nè. Thấy chưa? Hai chị em di chuyển tiếp lên Sa Pa. Hello bé Bủ. Hành lý xuống cũng rất là nhanh luôn á Bủ hả? Đây, cả nhà xem là người ta cũng rất là đông nè. Đây là sân bay Nội Bài của Hà Nội đây. Đây nó cũng gọi là sân bay quốc tế hả Bủ hả? Dạ, đúng rồi. Đây là sân bay chính của Hà Nội. Chính của Hà Nội. Dạ. Giờ hai chị em đang đợi xe tới đây. Giờ Bủ thấy ấm rồi, ấm lại hay là vẫn còn lạnh Bủ? Thôi, hồi nãy là còn mảnh dạng đó là thôi mát với chị. Còn bây giờ là bao nhiêu áo là quấn lên người hết rồi. Bây giờ là áo gì phải quấn lên đó cả nhà. Thì bây giờ ơi, bây giờ là hiện tại là bây giờ là đang ở Hà Nội là đã 13 độ rồi. Lên Sa Pa nữa là chắc hai chị em trùm mền. Hai chị em lên Sa Pa nghĩ chắc toàn là trùm mền không quá, chắc chết quá.
Rồi xe tới rồi phải không em? Đúng rồi. Bây giờ tụi Châu chuẩn bị ra xe đây để đi tiếp nữa. Đây, bây giờ xe đến đón hai chị em. Thì chiếc xe này là xe nhỏ thôi nha cả nhà, họ chỉ đến đón khách thôi, rồi họ mới chở mình ra ngoài chiếc xe bus lớn. Xe bus của hai chị em đặt là xe bus giường nằm nha cả nhà. Ra. Rồi lên xe. Đó. Gió nữa. Hơi rung rung rồi Bụ. Chị hơi rung rung rồi đó. Rồi hai chị em ngồi đây đây. Rồi thế là đã ngồi vô rồi đó. Hai mặt của hai chị em vậy. Rung rồi đó. Mọi người. Hồi nãy vừa đi xuống xong xuôi rồi cái chị Châu quay qua hỏi bộ là thấy như sao, cái nói má chị Châu đã, cái chị Châu thích quá à. Chị thấy như sao, cái chị Châu nói à ok, chị thấy ok á, chị thấy thích á, mát lắm thông xuôi rồi, cái giống như kiểu còn rất là anh hùng nha mọi người à. Còn rất là kiểu như ta đây rất là mạnh đâu mẽ nha, vẫn không cầm, cũng không mặc áo nha. Lên trên xe ngồi xíu, quay qua hỏi thêm câu bộ em thấy lạnh không, chứ giờ chị lạnh. Giờ chị lạnh thôi để chị mặc. Mọi người ơi, cái khoảng cách mà trước khi không lạnh với khoảng cách mà sau khi lạnh cách nhau có 5-10 phút. Cái vụ án này về là kể ai cũng sẽ cười xỉu luôn á, tự tin lắm, chị mát lắm, mượn hút ra quay qua bủ lạnh bủ như người, chị lạnh. Mọi người để ý nè, giờ lấy nón đỏ không sợ lạnh mát, bây giờ mát. già cả rồi mọi người, bố già cả rồi, bố thông cảm cho chị hồi nãy chị không, mọi người ơi, ra Hà Nội mùa này thời tiết ok nha mọi người. Quá gớt luôn thiệt, lạnh nhưng mà đỡ. Hiện tại bây giờ là ở Hà Nội là đã 13 độ, 13 rồi, độ. Nhưng mà ra ngoài Sapa không biết hai chị em mình chịu nổi không á. Thì thôi bây giờ là hiện tại giờ là hai chị em đang ngồi trên xe trung chuyển và chuẩn bị tiến qua xe bus lớn. Đúng rồi, hành trình là tiến thẳng lên Sapa. Sapa thì lên Sapa xong rồi mọi người nhớ theo dõi và coi lịch trình của chị em mình sẽ làm gì trên đó nha. Đi đâu chơi, ăn gì và làm gì ha. Ok. Giờ tạm ngưng tại đây đi, lát qua xe bus lớn mình sẽ quay chiếc xe bus lớn cho cả nhà xem. Ok. Mọi người ơi, bây giờ Châu đã lên xe bus ngồi đây. Thì chiếc xe bus này á là cho mọi người thấy nè. Bố sẽ quay hết phải không? Nên nó gọi là xe bus giường nằm nha cả nhà. Giường phòng nữa. Giường nằm nhưng mà là giường phòng nha. Nếu mà nằm là nó sẽ là không có cái tivi, cũng không có màn kéo lại. Còn cái này là phòng riêng tư, riêng một mình thì mình kéo màn lại. Đó, thì cả nhà thấy là này là giường phòng nhưng mà riêng tư. Nè, nó có cái mền cho mình đắp nha. Trên đây thì khi mình tới họ bắt mình tháo lấy cái đôi giày ra. Mình mang vớ thôi, thợ đưa cái bọc thì mình để đây rất là sạch sẽ. Này, chỗ mình nằm và nó nếu mà lúc mình nằm mình muốn ngủ á thì mình kéo cái màn này ra và bên đây cũng vậy luôn. Nói chung là rất là thoải mái luôn. Rồi dưới này còn một tầng nữa nè. Đây là nè, cả nhà thấy đây. Đây là bác tài ha. Tài xế. Thì bây giờ chuẩn bị đi. Mấy tiếng bủ đây từ đây mình. 6 tiếng. Cả nhà biết là khoảng 6 tiếng. Thì bây giờ Bụ em giữ cái này đi nghe Bụ. Người, hello mọi người. Bây giờ á, mình kể cho mọi người nghe nè. Hồi nãy á, là sau khi hai chị em mình á, là ngồi trên cái xe trung chuyển, là để là di chuyển qua chiếc xe này nè. Thì á, mọi người có biết không là tụi mình đi chung với một tớp rất là nhiều người. Thì đầu hai chị em ngồi nói chuyện á, rất là huyên thuyên, nói chuyện dữ lắm. Xong rồi cái người ta leo xuống hết, người ta lấy hành lý, hai chị em vẫn không xuống nha mọi người. Ngồi trên xe vẫn cầm điện thoại vẫn bấm nha mọi người. Xong đến khi mà cái ông tài xế hỏi là hai người tính không đi thì hai chị em được mới quay qua làm sao, thì mọi người đi xuống hết coi như mọi trong người. Xe không còn ai hết mọi người, không còn ai một người nữa mọi người. Cả nó mà sorry bủ nghe, cả nhà có biết không, bác tài mà lái cũng đi xuống luôn, nó cũng không có ngồi trên xe, không còn ai hết mọi người. Thôi cuối cùng hai chị em mới là chạy xuống, tôi tưởng bị bỏ lại. Mà cái cả nhà biết không, hai chị em
lúc là bác Tài xuống dưới rồi cả nhà, mới nói là ôi không xuống hả. Xong thì cả nhà biết không, Châu quay nói ủa xuống đâu vậy ông, tôi chưa tới chỗ xe bớt. Xong xong ông nhìn lại ở sau lưng là nguyên chiếc xe bớt bự chần dần đổ sao bà thôi, con lên hết rồi. Tôi tưởng là hai chị em mà tưởng là mới xuống thương ba mà bị bỏ lại, coi như là hai chị em khóc tiếng biên luôn, có mọi người ở đây là không có biết đường. Trời sao không nói ngồi bộ tí còn đi. Hên quá mọi người. Mà nói chung ra hả mọi người ơi, là người Hà Nội rất là ok nha mọi người. Là không phải là không như mọi người nghĩ nha, rất là ok, cũng là nhắc nhở, biết nhắc nhở hai chị em nha. Không phải là bỏ hai chị em lại là thôi luôn rồi đó. Rất là vui mà nói thật á, là hành trình của hai chị em đi mà từ hồi sáng giờ mà cứ cười bể bụng luôn nghe nha. Lên máy bay cũng vậy, giờ xuống tới đây cũng vậy. Cũng vì cái Facebook á cả nhà, hai chị em chụp hình bỏ Facebook mà cứ nhìn coi có ai vô, ai vô comment không. Tại vì mới đầu nói chung đó, lúc mà hai chị em mà chuẩn bị mà lên kế hoạch mà đi cái Sa Pa này á mọi người, thì nói chung á là hai chị em á thì cũng có suy nghĩ nó là chỗ hai chị em mình đi không vậy có buồn không, tại vì có hai chị em mà đơn độc mà không nha mọi người, thực sự là không có như những gì hai chị em nghĩ, rất vui nha mọi người. Rất không nhiều điều đi, nhiều điều ly kỳ nha mọi người. Thì hy vọng mà hai chị em sẽ tới Sa Pa rồi có cái những cái gì mà thấy cảm thấy lạ và đẹp và hay là Châu với Bủ là sẽ cố gắng quay review cho cả nhà xem. Có những cái nào mà rất là dân dã và được á thì tụi Châu cũng sẽ quay hết chia sẻ cho cả nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên Châu đến Sa Pa luôn đó. Bủ cũng vậy đúng không? Đúng rồi. Cho nên là chắc chắn là những điều mà bất ngờ và những điều kỳ thú cũng nằm dài dài ở phía trước. Này là được là này lúa lên gọi là lên tỉnh hả? Dạ. Rồi nha mọi người, nhớ chờ đợi cuộc hành trình tiếp theo của hai chị em nha. Thì bây giờ cả nhà coi như hai chị em tạm ngưng tại đây đi nha cả nhà. Rồi hành trình tiếp theo rồi hai chị em sẽ tiếp tục quay cho cả nhà xem ha. Đây là chiếc xe của Châu và Bủ đi nè cả nhà, Sao Việt Travel nè. Đó, hiện tại là họ ngừng xuống để cho mình ăn đây. Và đây có dép nữa nè, là dép là khi mà mình xuống là họ có dép cho mình mang ra ngoài nữa nè cả nhà. Và nơi đây, đây có nhà vệ sinh, có đầy đủ đây. Nhà vệ sinh ở đây cũng rất là sạch sẽ ha Bủ ha, sạch sẽ lắm. Nhà ngoài trời hả? Nhà ngoài trên ngoài trời lạnh teo. Mà ngoài trời cả nhà bị lạnh lắm luôn á. Ở đây là họ bán coi như là họ cho mình nghỉ chân ở đây 15 phút thôi. Thì tranh thủ mình xuống mình đi vệ sinh xong rồi mình mua đồ ăn đồ uống là tất cả đều đồ khô, chẳng hạn như là bánh bao rồi ha. Rồi những đồ khô, nói chung là bánh trái mà gọi là mình ăn snack nè. Đó, Châu mua đó. Hai chị em đi ăn vặt nè. Tùm lum trong đây, nào là trứng luộc, bắp luộc. Đủ thứ hết. Yeah. Rồi bỏ dép lên. Rất là lạnh luôn. Rồi bây giờ tụi Châu lên xe lại đây. Đây, đây là cái ổ của Châu đó. Rồi bây giờ lên xe lại. Lên đây chị em mình ăn ăn vặt tiếp nữa bố ơi. Châu đã lên xe rồi. Bây giờ dưới đây. Giờ hai chị em đã lên về chỗ nằm mới bụng. Hai bà con đang lên đây. Bố lạnh. Tụi Châu ra đến bây giờ là không thấy ánh nắng mặt trời nha cả nhà. Hả? Trời hình như cũng có hơi mưa phùn tí. Rồi, cả nhà ơi, bây giờ Châu và Bủ vừa tới Sa Pa rồi. Họ mới thả từ Châu cả trong đoàn xe xuống. Đây, vali hành lý. Bây giờ thì Châu kêu xe. Hôm nay là báo có 9 độ. 9 độ. Hôm nay bao nhiêu độ vậy anh? 9 độ. Mai 7 độ. Wow, ngày mai còn có 7 độ à. Hôm nay hiện tại thì có 9 độ C. Nghe cả nhà, ngày mai anh này nói là xuống còn có 7 độ. Giờ tụi Châu kêu taxi. Sương mù ở dưới mà cuối đường. Dạ. Rồi ơi, sương mù nè cả nhà, không thấy đường nè. Đây, sương mù đây. Không thấy đường luôn đó cả nhà.
Hết không? Ngày bổ nghỉ hết không em? Châu đi taxi đi, nó gọi là Tây Bắc đây. Trời ơi, sương mù không thấy đường luôn. Và đây là hãng xe bus giường nằm, giường phòng nằm nha cả nhà. Đây, sao Việt là cái trạm của họ. Đây mình ai có xe máy đây giờ? Ai hiện tại bây giờ là hai chị em của Vũ hiện tại là bây giờ là đang trên xe di chuyển về khách sạn nha mọi người. Đây là trên đường trên thành phố Sapa. Đường phố Sapa đẹp quá nè. Nè, mọi người nhìn thấy là hiện tại mọi người là ai cũng là đều mặc áo ấm, kính bất đầy. Mọi người nhìn phía trước nè, đó, sương mù dày đặc luôn. Wow. Cái này mình có cảm giác từ từ giống bên Đà Lạt ha, chị Châu ha. Giống từ từ giống Đà Lạt mà nhiệt độ bây giờ là mọi người dân ở đây nói hiện tại bây giờ là 9 độ C nha mọi người. Qua ngày mai thì nhiệt độ nó sẽ là xuống thấp hơn nữa là 7 độ C. Ở đây là nói chuyện da khói luôn nha mọi người. Rất là lạnh. Rất lạnh. Lúc mà từ Sài Gòn vô Hà Nội là mình đã chỉ có đây. Từ Sài Gòn vô Hà Nội là đã thấy lạnh rồi. Rồi xong chuyển di chuyển ra Sapa còn lạnh kinh khủng hơn nữa. Thực sự là lúc đúng là mình không có nghĩ nó lạnh tới đấy vậy hả chị ha? À, mình cứ nghĩ là nhiệt độ chắc là sẽ chịu được, nhưng mà không có nghĩ rằng là nó lại thấp đến như vậy. Lúc mà vừa xuống sân bay á, mọi người biết là lúc nào sân bay của Sài Gòn á, thì nó nóng. Xong rồi khi mà vừa đáp xuống sân bay Nội Bài á, thì bắt đầu là thời tiết là se lạnh, mát. Đến một hồi rồi bắt đầu lên tới đây là thực sự luôn, mà dính tới phải gọi là rất lạnh chứ không phải là dừng ở mức lạnh nữa mọi người. Yeah. Và bây giờ hiện tại là mình mấy giờ trưa vậy hả em? 2 giờ kém á. Ồ, 2 giờ kém mà nhìn giống như là chiều 5-6 giờ chiều vậy đó. Sương mù kìa. Đây, coi như không, đây không có ánh nắng luôn phải không em? Dạ. Đây mọi người. Ví dụ như trên đèo thì bây giờ nó lại đang đấu cái hồ lại đang nắng. À. Vâng. Trên đấy đang có biển mây đẹp lắm. Wow. Gần đây không? Gần đây không? Xa. Xa. Đấy mai mình đi. Dạ. Yeah. Bây giờ đi mệt. Anh chị ở đây muốn đến thời tiết nó như thế nào thì em tư vấn cho. Yeah. Có nhóm thời tiết. Không có nghĩ mà 2 giờ trưa em trai biết không, mà bây giờ mà lại như vậy nè, sương mù. Đây mọi người nhìn thời tiết này mọi người chắc không nghĩ là hiện tại bây giờ là gần 2 giờ chiều. Wow, nó có tiệm lẩu gì nó đây đẹp quá nè, rất là đẹp. Đây. À mọi người tính ra Sapa thì không như mình nghĩ nha, Sapa là rất nhiều đồ ăn nha, sầm út nha mọi người, đầy đủ nha. Cho nên là mọi người có ý định mà muốn đến Sapa mà để du lịch đó, thì mọi người yên tâm về cái vấn đề là không không có đồ ăn để mình ăn nha mọi người. Thấy có để cá hồi, cách tầm gì đó. Đó, vẫn có rất nhiều đồ ăn mà như người miền Nam mình ăn luôn nha. Trời, cái quán này dễ thương quá nè. Nè, Very House Pizza nè, nó làm theo kiểu truyền thống, rất dễ thương luôn. Ở đây có phở nữa nha mọi người, phở Lý nha. Có bún bò Huế nữa nè, đó. Yeah, đó. Cho nên là mọi người yên tâm nha, ra đây cứ đi chơi đi, đừng sợ là không có đồ ăn. Wow, mọi người nhìn phía trước đây. Đây. Ôi, chị Châu nhìn giống như là một cái bức tranh đó, chị Châu nhìn nè. Ừ. Quá đẹp. Quá đúng. Đẹp. Chị, em đẹp. Nói là đâu? Dạ, em nói. À không. Không. Ý em là anh chị ở đây đi đâu chơi taxi, cần taxi của em cũng sẽ. Rồi. Ok. À hả. Cần tư vấn đi chơi ở chỗ này thì. À hả. Em tên gì? Nhau. Em tên gì vậy? Toàn. Toàn hả? Một lát nữa thì chị lấy. Em đây. Đang phố anh ơi. Hai chị em đang trên taxi. Hai chị em, thôi mọi người ơi, khách sạn nè. Mọi người lên trên đây mình sẽ có cảm giác là đang đi vô trong cái vườn địa đàng nè mọi người. Xung quanh sương mù như thế này nè. Wow. Ôi, nhìn đẹp quá. Muốn không thấy đường luôn á. Anh chị lần đầu lên đây chơi, chứ biết chơi ở chỗ nào. Dạ, bảo em tư vấn cho. Dạ, chị lần đầu tới đây. Vâng.
Vâng. Dạ, lần đầu tới. Tư vấn mấy điểm chơi không biết là đi như nào nó hợp lý. Dạ. Nó đỡ mệt nên là đi được nhiều điểm hơn. À. Thì em tư vấn giúp. Ok. Chị ủng hộ em chuyển xe nếu mà có đi đâu chơi ấy. Rồi. Ok. Nếu mà lạnh này, nếu mà thuê xe máy chắc cũng lạnh. Dạ. Không biết đường nữa nó không hợp lý mà. Mình đi taxi cho ấm. Ô này em có cầm cái gói không? Có rồi. Này mình tưởng mình đóng như đang ở bên châu Âu gì đó Vũ. Đúng rồi. Hiện tại là hai... Hiện tại là hai chị em mình là đã đến khách sạn rồi nha. Rồi em sao em đây đi là... để chị tính tiền cho. À, bao nhiêu tiền vậy em? Đây. Đây là khách sạn mà chị em Vũ ở nha mọi người. Wow. Đây mọi người ơi. Khủng khiếp mọi người ạ. Đây là khách sạn của chị em. Đây, đây là nơi mà chị em của Vũ sẽ ở lại nha. Cho mọi người coi view sơ sơ nha. Là mọi người nhìn xuống dưới là coi như là toàn là mây không nha mọi người nha. Bây giờ chị Châu đi vào bên trong đây cho Bủ lấy mật khóa để check in cái phòng và làm cây cây Noel rất là đẹp luôn. Và đây có cái phòng khách đây, đây là khách sạn của cho ở tại đây cả nhà. Đây là phòng để mình ngồi mình đợi nha cả nhà, đợi trong thời gian để check in. Muốn quay cái view bên ngoài nhưng mà cả nhà biết không, sương mù nó không, nó dày đặc luôn, không nhìn xuống được cái dưới thung lũng một tí nào hết. Khách sạn nó làm nhìn cái kiểu tây tây cổ cổ, vừa cổ cổ tây tây một tí, rất là xinh luôn. Đây có những cái đèn dầu cả nhà. Chị quay đi. Đây nè, ở trong hotel này nó cũng có đầy đủ mấy dịch vụ nghe cả nhà. Nè, có massage, có đầy đủ đồ hết nè. Bây giờ tụi Châu đi vô phòng. Phòng mình là phòng mấy? Ôi da, bây giờ đã đến rồi nha. Mở đèn lên đi. Bây giờ Châu và Bủ đã nhận phòng rồi cả nhà ơi. Để Bủ bỏ cái key. Có cái key bỏ đâu? À, thì nó mới có đèn rồi. Đó. Quá đẹp luôn nè cả nhà. Quá xinh luôn á. Đó. Thì hai chị em sẽ ở chung trong một cái phòng nha cả nhà. Tại vì thật sự mà nói đi có hai chị em mà. Mà ở riêng á, như vậy thì sẽ rất là buồn. Phòng đẹp quá luôn. Đẹp quá Bủ ơi. Rất là sang. Đẹp dễ sợ luôn á. Nói cho cả nhà coi có cái bàn ngồi làm việc nè. Rồi ra bên ngoài, cái view ra bên ngoài. Thì nhưng mà hiện tại bây giờ là sương mù, mình không thấy gì được hết nè. Hai người uống cái vali con về Hà Nội và đi chơi Tết nữa. Giờ nghe. Đó. Và ở đây nè, nó có cái tivi cho mình coi, mà cái cách họ thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Là gỗ nha. Nó làm cái thiết kế cái tivi đẹp dễ sợ luôn em. Trời ơi, cái phòng tắm kìa Bủ. Còn đây là phòng tắm nha cả nhà. Nếu mà thật sự cái này mà đi kiểu mà hai vợ chồng á Bủ,
hết bài luôn. À, thì thật sự nha, nếu mà đi mà hai vợ chồng hay cặp tình nhân gì á thì cái khách sạn này phải nói là rất là tuyệt vời nha cả nhà. Khi mà Châu đứng mà quay đẹp về bên ngoài, đáng lẽ là đây là một cái tường phải bích nè, thì cả nhà biết đó là đây là thì họ làm cái này là cái gương. Cả nhà thấy không? Và ở trên đây có một cái tấm màn để mình kéo xuống khi mà mình tắm, là mình kéo xuống. Còn nếu mà mình đi kiểu này mà hai vợ chồng thì thật sự mà nói thì mình cũng không cần phải kéo xuống cũng được nữa. Nhưng mà này thì tại vì họ làm cái kiểu mà rất là lãng mạn ha. Có chỗ để uống nước nè, cà phê, những bánh snack. Và đây là tủ nè, tủ để mình bỏ, có cái kết sắt nha cả nhà, để mình bỏ những cái gì quý giá tiền bạc ở đây. Đây đánh từ tủ. Cái đó thiết kế cái dạng khách sạn này tới kia cái dạng là theo cái kiểu gỗ, tất cả đều là gỗ hết. Đây rất là đẹp luôn cả nhà, đẹp lắm, rất là sạch sẽ luôn, sang đẹp. Đây cũng có cái gương, thì nếu mà mình có làm make up gì ở đây nó có luôn. Ok, rất là tiện luôn. Đây cả nhà, có máy xay tóc cho mình luôn, đẹp quá. Hello Bủ, ở đây nó có cái gương và đồng thời có cái màn cho mình kéo. Thì trên đây có một cái màn vải nè, để mình kéo xuống tấm vải, mình đứng mình tắm nè cả nhà. Cái này thuộc gì là 4 sao, 5 sao rồi đó Bụ? 5 sao. 5 sao không? 4 sao thôi, nhưng mà thực sự khách sạn quán là tiêu chuẩn là 5 sao. Tiêu chuẩn là 5 sao. Ok. Chụp đi. Bên ngoài thì thật ra cái view đẹp lắm. Nếu mà mình không bị sương mù, mình nhìn xuống thì rất là đẹp. Nhưng mà sương mù coi như mình không thấy gì hết. Và cái video cũng đã rất dài rồi đó cả nhà. Thì Châu cũng đã review cái đoạn đường mà cái hành trình từ Sài Gòn qua Hà Nội, Hà Nội từ Châu chuyển xe bus giường nằm lên tới Sapa. Lên tới đây thì đã buổi chiều rồi, 1-2 giờ. Châu cũng review cái khách sạn quá đẹp luôn cho cả nhà mình xem. Và khách sạn này tên gì vậy Bủ? Gì? Và cái hotel này thì hồi nãy Bủ có quay phía ngoài lúc tụi cháu mới tới cho cả nhà mình xem rồi đó. Thì để cho cả nhà biết và tụi cháu review bên trong nó quá đẹp luôn. Cháu cũng muốn review cho cả nhà xem. Nếu mà có ai muốn mà đến Sapa chơi mà có coi cái clip của cháu thì thật sự mà thích nơi đây thì hãy đến nơi này để mà trải nghiệm thử và ở nơi đây. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Và nói chung là không chê được. Nó khoảng 4 sao, 5 sao luôn đó cả nhà. Thích lắm luôn, mọi thứ luôn. Mình nói chung là không có gì chê được hết á. Bây giờ thì cũng đã rất là mệt luôn á cả nhà ơi. Thì bây giờ cho Châu tạm ngưng tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video của Châu ngày hôm nay. Và mọi người nếu mà thật sự thích cái video clip này của Châu, nhớ bấm share, bấm like, bấm subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Và phải cùng nhớ đón xem những cái video tiếp theo của Châu và Bủ, cái hành trình của tụi Châu đi đâu và làm gì nha cả nhà. Xin chúc cả nhà mình có một ngày thật vui bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.